Hôm nay quay cho bác một con siêu to khổng lồ nhá. Con này là con Mitsu T240. Rất là to luôn, hàng cực kỳ to, cực kỳ hiếm nhá. Đấy, con này thì công suất của nó là trên 50cc nhá. Đấy, trên 50cc. Con này thì là máy tung to bố lớn nhá. Đấy, tung to bố lớn này. Con này thì là nguyên bản là 100% luôn. Đấy, bình xăng của nó thì đấy nhá. Đấy, chế nguyên bản luôn, nòng niếc thì rất là khô ráo luôn nhá. Đấy, cái này là phần dưới là rửa xăng là nó bắn vào thôi. Đấy, cái con này là T240 nhá, rất là to luôn, Mitsubishi. Đi tiếp máy cho bác xem em này nhá. Con này thì máy thì nổ ngon lành cành đào thôi. Đấy, em đã rửa chế nổ ngon lành cành đào. Nhưng mà cái con này thì nó hơi bị xào nhá. Đấy, hơi bị bi nhẹ. Đấy, các bác lưu ý nhá. Đấy, các bác nào về thì thay bi đi. Đấy, em thì công việc ở đây khá là bận luôn. Đấy, không có thời gian là làm những cái dòng như này. Các bác nào chuyên về làm những dòng này thì có thể là dinh em này về nhá. Đấy, máy thì nổ bình thường thôi, nói chung bị nhẹ nhá. Đấy, thấy chưa, con này thì là made in Japan nhá, máy nội địa Nhật chứ không phải hàng tàu nhá, các bác lưu ý. Đấy, lòng đẹp khô ráo luôn. Đấy, cực kỳ ngon luôn, cực kỳ khô ráo, chế nguyên bản nhá. Đấy, công suất thì cực lớn luôn. Cái con này mà nó là mó mà ngon lành cành đào ấy, còn nên cần cho nó nữa thì bán thì cực kỳ đắt rồi. Đấy, thì con này em đầu máy này em để cho bác giá 1.800.000 nhá. Đấy, được. Bác mua thì liên hệ với em theo số là 0973 nhá, 931 nhá, 442. Ok chưa? Rồi, cảm ơn các bác xem video nhá.